Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh chợ phiên Tây Bắc. Hiện tại thì mình đang ở một phiên chợ được họp vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần. Đấy là phiên chợ Cán Cấu thuộc huyện Simacai các bạn nhé. Hôm nay thì mình đến rất là sớm. Mọi người đang chuẩn bị đồ rất là nhiều luôn các bạn ạ. Đấy, chú ấy thì hiện tại là đang đốt chân giò lợn đen. Đây, phía này thì cũng đã có hai cái rồi. Đấy. Đấy. Mọi người ở đây thì bây giờ đang bắt đầu chuẩn bị. Đây, phía bên này thì cô ấy đang nấu chảo ốc đậu. Hôm nay mình dậy từ mấy giờ chú? Chú Pau à? À, chú không biết tiếng các bạn ạ. Cô cho nó vang lên. Mình sẽ đi ra phía đằng kia xem là mọi người làm đấy. Cô đang thái rau để đúc rồi các bạn ạ. Ngon quá. À, ngon quá. À, thơm quá. Đấy, đây các loại gia vị đây. Đậu phụ. Đấy. Cô ấy nói là đây các loại rau gia vị ở trên rừng ấy. Rất là thơm luôn. Ngon quá. Và ngon quá. Đấy. Ê, ngon không? Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời anh ạ. Đấy. À. Thả luôn phát mì tôm vào đây. Ăn lẩu. Nấu lẩu luôn. Nấu mì tôm luôn. Cháu ơi lấy chanh cho chú kia. Nhà anh chị này dậy rất là sớm nên là đồ bắt đầu ra rồi. Giờ này từ mấy giờ đấy anh? 4 giờ. Ngày Tết là 1 giờ. Ngày Tết là 1 giờ. Đấy. Từ 5 giờ ăn rồi. À. Ở trong này còn nhiều đồ không anh? Đấy. Quả tai đấy chín rồi nhỉ? Trong này có chân giò không anh? Có. Chú thử quay cho. Đấy. Đúng rồi. Hy vọng là các bác ở vùng xuôi biết đến cái phiên chợ này nhiều hơn để lên trên này thưởng thức nhiều những cái món ngon. Đấy, quả chân giò hay này, quả thịt lợn đấy. Có cả một cái sủ vào đây. Đây à. Nồi này quá uy tín luôn. Chắc là ông có thuốc ở sao đấy. Yếu gì cũng không tranh được. Mới là những cái lưỡi lợn mà khi mà luộc rồi là mình sẽ cạo sạch những cái bẩn cái lưỡi đi. Đấy. Rồi ở trong này có cả dạ dày nữa. Cô còn đi học không? Học lớp mấy rồi?
Hả? Lớp 8 à? À. Nói to lên. Nói to lên. Có người yêu chưa? Sao có thế à? Đấy, đi nói chuyện với người yêu thì cứ xoành xách ra. Loan thì có ăn đâu, qua trứng bánh rậm thế. Nước nồi này nồi ra nó khói quá các bạn ạ. Anh làm bát mì tôm đấy thì đúng là mì tôm hảo hạng. Anh ăn mì tôm nấm phở. Đúng rồi. Đấy xôi làm gì có đúng không? Em mà quay thế bạn anh nhìn thấy. Bạn anh nhìn thấy đúng không? Anh bảo bạn anh vào kênh chợ phiên Tây Bắc nhá. Vâng. Đấy, nồi này mới là uy tín này. Rất là ngon luôn. Rất là ngon. Đen đấy. Nó rất là nóng hổi. Lợn đen, gà đen. Đang nồi đang sung sục, đang rất nhiều đồ ở bên phía trên trong. Đây các bạn này, phía trên này rồi. Ngay cạnh đây luôn, cũng có một nồi. Nay nhà mình dậy từ mấy giờ? Dậy từ lúc 3 giờ. 3 giờ sáng. Đấy. Để có những tuyệt phẩm như này thì bà con phải dậy rất là sớm luôn các bạn ạ. Rất là ngon, ăn rất là ngon luôn. Đấy, thấy chưa? Ôi trời ơi. Không còn gì để nói nhá. Hôm nay như cái nồi này khoảng bao nhiêu cân thịt em? Nhiều đấy. Ừ. 30 cân. 30 cân thịt. À dạ. À dạ. À, 30 cân thịt ở trong cái nồi này. Thịt rồi xương rồi gà tất cả những cái. Đấy, đều cho vào cái nồi này hết. Ốc đậu đây là mén mén các bạn nhé, mén mén này để được trộn cơm rồi vẫn nóng hổi luôn. Nói to lên, nói to lên à, cô chú đang ăn đây, ăn cơm đây, ăn sáng đi mọi người nhá. Vâng, đây là chợ Cán Cống á. Đấy, đây là đang ăn sáng đi bán hàng nhá. À, ăn sáng này đi bán hàng rồi à, chú nhá. Thôi quá. Hôm nay làm nhiều thịt không chú? Vâng, có đấy. Đây, phía bên này thì cô đã vớt ra rồi. Đấy, tảng thịt luôn này. Mua cái tảng thịt này to này, con lợn phải to lắm anh chị nhỉ? Hơn 100 cân. Con lợn này hơn 1 tạ cơ à? Hôm nay chị lấy nhiều thịt không? Có, à.
tảng ông ấy. Siêu to khổng lồ luôn. Cái tảng này có phải đến 5 cân thịt không? Hơn 3 cân. Hơn 3 cân à? Cân. Đấy. Cái này bóc ra này bán phở hả chị? Vâng, phở bán thành lạng. À. Như thịt này thì mình bán bao tiền một lạng? 30. 30-40 tùy đúng không? Chỗ nào ngon thì 40, mà chỗ nào không ngon thì 30. Mình lên chợ phiên thì nhớ vào đây thưởng thức. Toàn lợn đen. Lợn đen siêu to luôn. Đúng rồi. Em hay đi cùng Hải Sapa TV ấy. À, hôm nay anh Sapa TV không đến à? Đúng rồi. Bạn Hải thì đang bận công việc nên là em đi quay chia sẻ với cả nhà. À, cảm ơn chị nha. Dừa đấy nhỉ? Nước rồi. Thôi cứ để này cho nó kỹ mà. Kỹ rồi đấy, đây là nước. À, hôm nọ vẫn còn chưa được đỏ chín kỹ đâu, và vẫn còn đỏ đấy. Chín lắm rồi. À, nhá. À, nay ông bà dậy sớm không? Hôm nay có. 3 giờ. 3 giờ à? Đấy, ông thì đang còn làm thịt bên này. Hôm nay có cả gà đen kìa. Vâng, có cả đen. À. Nhưng mà ông bà chuyển ra chỗ mới vừa nãy mọi khi ở đằng kia đúng không? Ở kia. À. Ở kia vừa mới lên. À, mà khi ông bà ở dưới khu dưới kia nhờ. À, ở dưới đấy bây giờ người ta không cho ngồi nữa đúng không? Vâng, không cho ngồi nữa. Vâng. Đấy. Mong quý khách ủng hộ ông bà ấy nhá. Đấy, ông bà chuyển lên chỗ mới. À. Đấy, phía bên này thì có rồi nữa này các bạn này. Một nồi rồi. Vâng ạ. Đấy. Đấy, bên này thì cô đang à, vâng ạ. Cháu đi quay chia sẻ với cả nhà đã. Chút nữa cháu sẽ ủng hộ. Sáng nào. Đấy. Quay được không? Đấy, quay được chứ. Đấy, quay. Quay lên TV luôn này. 50.000 á. Hả? 50.000 á. 50.000 á? Được lên TV mà lại phải mất tiền á? Ô, được lên TV phải trả tiền cho mình đấy. Đúng không? Cháu quay cô lên TV đúng không? Đấy, thì mọi người biết đến cô đúng không? Thế mà cô phải trả tiền cho cháu chứ, sao cháu lại trả tiền cho cô? Xin cháu nhé. Nói vui vậy thôi các bạn ạ, các cô ở trên này vui tính lắm. Đấy. Cô nấu nồi, nấu chảo ốc đậu. Đấy. Chảo này bao giờ thì chín cô? Sắp chín chưa? Sắp chín rồi à? Thơm nức luôn các bạn ạ. Phải đảo nhiều như thế này, không có nó sẽ bị bén ở dưới chôn mà nó sẽ bị cháy ấy. Nó bị khê cái nồi hấp đậu này. À, phía bên này có một mâm siêu to luôn các bạn. Mình đang lấy thịt từ đấy, ngon chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chế ăn ngon. Quả chân giò này rất là ngon. Lại đen. Ông ăn. Ông lấy thằng cu ăn rồi sao? Đâu bác của mày đâu? Chú đang lọc quả thịt. Miếng này cũng phải là đôi cân nhỉ chú nhỉ? Này tầm một cân à. Ăn khoảng bác tầm một cân thôi. Thế mà mình đoán là hai cân. Trong này còn nhiều đồ không chị? Có thế phải ạ? Đang nóng hổi vừa thổi vừa ăn đấy. Yeah. Nóng quá không bóc nổi đấy. Cứ để cho nó nguội nguội một tí đi. À, anh ấy đang đợi ăn à? Vâng. Quả sủ này thịt ngon nhá. Con lợn này to không? To anh ạ. 6 cân. Bao nhiêu cân? 6 cân. Nguyên cái sủ này 6 cân? Vâng. Nguyên cái xương sủ đã 6 cân rồi các bạn ạ. Không, ngay cả đầu nó nhưng mà bóc bì ra ấy. À. Cái đấy là hơn 6 cân. Ừ. Con lợn này phải hơn tạ ấy nhỉ? Hơn tạ. À. Ít nhất phải tạ dưới rồi. À. Đấy. Lợn ngon. Lợn ít nhất phải tạ rưỡi rồi các bạn ạ. Đây, thì bên này này, có chân giò, gà đen nữa các bạn. Anh lấy cả cái nữa, anh lấy hết à? Anh lấy hết mà. Quả lòng rồi. Chị. Em không cần phải thái nhỏ quá đâu. Đúng rồi, anh mồm to to rồi, không cần phải thái nhỏ quá đâu. Mồm anh thái. Đấy, cứ nhìn người nhìn mồm anh mà thái nhá. Mắt nó không thái nhanh. Mắt thái bổ đôi. Nhiều người lại thích ăn cả. Nhiều người kiểu là thích cắn bổ một phát là nước ở trong mắt nó tuôn ra. Nhiều người thích ăn á. Không phải trần nhé. Vâng, em để vào đĩa này, để vào bát. À không, em để vào bát, không rồi cho vào đổ nước canh vào đâu. Cho tí hành, tí hạt tiêu. Thế thì còn gì bằng nữa này, bấy nhiêu cơ mà. Ôi, một mình đại ca chiến chỗ này là cũng khét đấy nhờ. Ăn nó phải đã anh. Đúng rồi, ăn nó phải sướng cái mồm thì thôi đúng không? Cái mâm thịt này đúng là nóng hổi giòn tan thật nhá. Nhìn cái da lợn đen như thế này luôn. Dù quả chân giò này đúng là uy tín luôn. Một mình ăn hai lạng cơ? Vâng, ăn để ấy hả bác? Ba người. À, ba người hai lạng. Một mình mới đã hết. Mình ra mỗi người là hạ bảy hoa đấy. À, đúng rồi. Ăn thì phá sản là bác ạ. Hôm nay dám ăn bảy hoa, em chỉ ăn năm hoa thôi. Một mình đẩy hai lạng này là cũng ác rồi mày. Giờ không ăn nhiều thịt được. Ừ. Nhưng mà thịt lợn này nó ngon. Ngon thì ngon đấy bác. Bây giờ nói chung ngày nào nó cũng ăn rồi, nó không như... Mà đi chợ phiên là phải ăn thịt này là mới ngon đúng không? Chợ phiên thì ăn lợn đen, đúng lợn rồi. Đen lợn đỏ. Này, chị bóc cho. Thôi. Không biết bóc à? Sáng mấy anh? Quá to luôn. Đang bốc khoái. Đang bốc khoái. Nè, cháu đây, mình đi xuống vai đây không?
Ui, cái nồi này sôi hồng sục rồi các bạn. Đấy. Khói quá. Chính. À, cái chân giò vừa nãy đấy. Chính. Ý. Chân giò vừa nãy ông đốt phải không? Cho cả cháu đi à? Bà làm hàng nhưng mà điệu cả luôn cả cháu. Chào bác đi. Bác nè. Chào bác nè. Chào bác. Chào bác nè. Bye bye nè. Bye bye nè. Bye bye. Hãy như xe nhìn xuôi. Ừ. Khánh qua thể đó là hãy như xe. Ăn phở chưa? Ăn phở chưa? Ừ. Đây, bà đang cho cháu ăn à? Ừ. À. Đấy, vừa bán hàng vừa cho cháu ăn. Ừ. Ừ. Đấy. À, măm măm nào, măm măm. Ôi, giỏi thế. Mừng cả. Ăn đi. Đấy. Ngon chưa? Cô mấy tuổi rồi? 2 tuổi. 2 tuổi à? Bố mẹ đi làm ở đâu? Hà Nội ạ. À. À. Ồ, máy xúc to, máy xúc to. À. Máy xúc đấy. Máy xúc đấy. Ừ. Măm măm đi nhá. Ừ, đấy. Bà bán phở này, bán ốc đậu mén mén này. Đấy, còn ngoài ra còn trông cả cháu nữa. À. Mén mén ốc đậu có hết. Đấy, sau khi mà đi một vòng thì vẫn quyết định là hôm nay mình sẽ ăn gà đen. Hôm nay gà đen rất là ngon luôn các bạn. Đấy, bà chặt cho cháu một khoanh đùi này từ đây đến đây nhá. Đấy, vâng, đúng không? Xá đây bác ơi. Ăn xá đi các bác ơi. Các bác ơi, vâng, đúng không? Rất ngon. Rồi. Cho cháu một cái đùi gà đấy thôi. Ăn như này là. Vâng ạ. Bác cho phở đâu? Không. Không, bà cứ để nguyên cái này cho cháu. Vâng. Đấy, cháu cứ gặm cái này. Làm nước chấm cho cháu nha. Dã nước chấm cho cháu. Vâng. Đấy, đúng rồi, bà cho vào đấy cho nóng. Bà cho hẳn vào xong vớt ra cho cháu. Ui, đúng là bà tuyệt vời luôn. Hiểu luôn. Có óc không ạ? Có. Có một bộ óc, mà cho cháu một bộ óc nhé. Vâng. Đấy, cho cháu một bộ óc. Cho luôn vào nước chấm à? Vâng ạ. Dằm vào nước chấm luôn. Đấy. Trong nồi nhà bà còn rất nhiều luôn đồ ạ. À, chuyển mới chuyển đến đây chưa xây được lò à?
Bữa sáng hôm nay mình sẽ ăn một cái đùi gà. Giống như sếp thôi, mình sẽ ăn ốc đậu với lại cả một cái ốc lợn này, nó mới chấm này các bạn này. Đấy, như này người mới nhìn thấy được. Cố là lấy bao nhiêu ấy? Cháu lấy một bát đó, một bát. Dạ. Phiên chợ này thì là họp vào sáng thứ bảy hàng tuần các bạn nhé. Chợ này thì nó cũng giáp Bắc Hà đấy, nhưng mà nó lại thuộc huyện Simacai. Sáng đi chú. Ăn sáng đi các bác ơi. Đây các bạn này. Đấy, bữa sáng của mình. Mời cả nhà nhá. Mang đây cháu. Rồi, cảm ơn cô. Cô bảo gì? Cô vừa bảo gì? À. Dạ. Nó bảo tí lấy tiền cho nó à? Chạy đâu cho thoát? Ở đây thì ở cái chợ này chạy đâu cho thoát? Đi đâu được nhỉ? Ăn sáng này ạ. Ở cái chợ này thì chạy đâu được cho thoát? Dặn cho chắc đúng không? Thì không có tí nữa là chạy mất. Nếu mà quên thì xuyên sau trả. Đúng rồi. Cắt chợ. Cho Hải Linh. Mai bà bán ở chợ Si à? Mai bán chợ Si, mai lên Si không? Cháu cũng chưa biết được. Vì cháu đi xe máy ấy. Cháu đi xe máy từ Bắc Hà lên thì nếu như mà trời mưa nữa thì như sáng cái này đi mưa đấy ạ. Sáng nay đi từ Bắc Hà lên mưa, ướt. Buổi sáng ở đây bây giờ thì nó rất là lạnh rồi các bạn ạ. Buổi sáng lạnh rồi nên là nếu mà đi xe máy vào buổi sáng sớm ấy, thì rất là vất. Mà từ trung tâm Bắc Hà mà lên đến đây là 15 km. Con đi phải rồi. Ờ, con đó. Ủa,
Nếu như bình thường á, ở dưới xuôi đi 15 km chắc mất khoảng tầm 15 phút. Đúng rồi. Thế nhưng mà ở trên này 15 km thì đi ít nhất phải hết 30 phút. Đấy là ít nhất 30 phút. Dạ tiên ông á. Ông im ỉm thế nhỉ, không báo cáo gì. À giả ông rồi mà ông ỉm luôn đúng không? Luôn à. May là người ta tự giác người ta khai á. Đúng. Nói mà ông ỉm luôn. À. Nghe ơi, nhà bà thì được mấy anh chị rồi? Anh em nhà bà hay là... Không, con ấy. Con cả bà, 5. 5 à? À. Có mới 2 đứa lớn rồi, còn 3 đứa là đi... Đang đi học, chưa có công ăn việc làm. À. Học xong thất nghiệp. Tức là... hai đứa là lấy vợ chồng rồi đúng không? Bà là mấy trai mấy gái? Ba trai. Ba trai hai gái. À. Anh chị lớn nhất nhà bà năm nay bao tuổi? Chị lớn nhất là con nó đây. À. Bà năm nay là năm bốn mấy hay năm mấy? 57. Do hôm qua trời mưa nên là chợ ông ít người nhờ ông nhỉ? Thái Chinh Sơn ạ. Phải đi chính này, đi dùng con áo này rồi. Gái đen này hôm nay ngon lắm. Thơm 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 thơm. Bây giờ ra. Bây giờ ép vào tâm ăn mà nè. Từ sáng này. Ngày mai thì sẽ có chợ Simacai và chợ Bắc Hà. Đó. Lòng là mình cũng chưa biết là mai mình sẽ quay ở chợ nào. Mình đi Simacai nó sẽ rất là xa. Cố gắng đến mai mình đi được mình sẽ đi chợ Kim Mã Cai. Là mát ốc đậu này cũng ấm các bạn ạ. Hôm qua mình quay ở trên chợ Đồng Phình thì cũng có bác khán giả chia sẻ là bát ốc đậu 10 hay 20 nghìn thì vấn đề đấy nó thực ra nó không quan trọng. Quan trọng là mình gọi ra ấy, là mình ăn hết. Đấy, mình gọi ra là mình ăn hết thì thôi, chứ không ăn hết nó thừa, nó phí ấy. Đấy là công sức của bà con làm ra bán ở chợ. Mà bà con đã ăn là bà ăn hết, kể cả ăn phở hay ăn mén mén ốc đậu đều ăn hết. Mình sẽ gặm hết cái này, ăn hết bát ốc đậu này. Sau đấy là mình sẽ ra phía bên ngoài để quay chia sẻ với quý vị và các bạn. Và hôm nay bà con mang những cái đồ gì ra chợ bán nhé.
Giống rồi chó nhỉ? Ừ, giống rồi chó. Cho cháu thử miếng nào. Nó nhỏ ấy. Đây. Chắc cho cháu xin thử miếng. Ít ít thôi, một miếng nhỏ này thôi. Biết rồi. Cháu xin. Mời cả nhà miếng dồi nhá, miếng dồi lợn mà như miếng dồi chó. Thơm quá. Không, không ngon nữa. Cái ăn này là nó ngon. Cho gia vị vào ngon. Cho rau không? Nhiều rau. Rồi. Đây là phía khu bên trong chợ ấy. Khu bên trong chợ này thì bà con bán các đồ thổ cẩm. Đấy. Chào cô nha. Tất cả đây là những cái đồ thổ cẩm bà con bán. Còn phía bên trong kia là họ bán những cái đồ mà bình thường như người Kinh. Chị em này đang chọn máy. Đấy, bà đang chọn máy. Một cái áo này bây giờ bao nhiêu tiền chị? Cái này là 200. 200 nghìn. Cái này là 800. À, 800. Có cái rẻ, có cái xấu đúng không? Mua quần áo đi em. Thế bà chọn đồ. Rất nhiều những cái bộ sặc sỡ các bạn. Đây là phía bên ngoài. Thì khu vực này là bà con bán chó, bán lợn. Ở đây có mấy con mèo. Miu miu. Trước đây ấy thì chợ Cán Cấu này cũng là một chợ gia súc rất là lớn, nhưng mà do là khi chuyển lên khu vực trên này ấy, xây chợ mới, do vậy là chợ gia súc không còn nữa. Đấy. À, lại gặp cô bán ngô đây rồi. Chúng ta lại gặp nhau. 10.000 một cái. À, hôm qua anh vừa mua xong. Hôm nay lại gặp cô ở đây. Đấy. Lại bán cho 20 đi. Em lấy được à? Nào lại bán cho 20.000 đi. Này có được khuyến mại không? 20.000 á. Đấy. Đẹp cho em. Cô đi bán khắp các chợ à? Đây, cái túi khuyến mại cho em nhé. Đấy, lại khuyến mại thêm đúng không? Cho thêm một cái túi nữa nhá. Mình được cái là rất thích ăn ngô, do vậy là lần nào đi chợ gặp ngô là mình mua. Đúng rồi. Đấy. Đây, gửi tiền cô này. Vâng.
20.000 tiền lẻ. Rồi, cảm ơn cô. Đây em. Đấy. Rồi, xin nhá. Dạ, dạ. Ủng hộ cô nhé. Vâng. Đây là cô chị bán cam. Cam đỗ rồi bán chuối, ôi rồi bán hồng nữa. Đấy, mùa này là bắt đầu mùa hồng rồi, trung thu đến rồi các bạn ạ. Đào chú nhá. Chú đang ăn sáng à? Đây, chú bán các loại đồ. À, củ gì đây chú? Cái này củ miền quê. Củ gì? Miền quê. À. Củ này để điều trị cái gì? Cái này là chữa bệnh đau tim này. À, chữa bệnh tim. Đấy. Đây này các bạn này. Có rất nhiều đồ luôn. Bên bên này này bán chổi nữa. Đấy. Hạt. Hạt gì đấy em? Không biết à? Chỉ bên này bán rất nhiều ổi. Ổi này về ăn ngâm rượu. Chợ này thì ở trong thì bà con ít vào lắm, nhưng mà chủ yếu là họp hai bên ngoài đường thôi các bạn ạ. Đây là khu vực cả các chị bán tam thất, các loại tam thất. Đây có tam thất tươi, tam thất khô, rồi là nụ hoa tam thất, nụ hoa đu đủ đực. Đặc biệt là mùa này đang là mùa nho rừng các bạn nhé. Nho rừng về ngâm rượu. Cái này nho rừng này bán bao nhiêu tiền một cân đây chị? 30.000 một cân. Phía dưới này thì bà con bán đương quy này các bạn này, đương quy. Đấy. Ở đây có anh bán khèn với cả gậy xin tiền. Làm bài thế nào? À, bài này bài mình biết đấy. Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng đúng không? À, cái khen này thì bây giờ bán bao tiền cái? Cái này bán bây giờ nó là 3 triệu. 3 triệu một cái khen. Còn giờ gậy xin tiền chắc là vẫn 100 ngàn đúng không? À. Đấy. Mình vẫn nắm rõ phết các bạn ạ. Đấy, cảm ơn nhá. Đấy. Rồi bán hồng, bán ớt rất là nhiều rồi. Hồng này, rồi là hoa đu đủ đực này. Đấy, cô ấy bán ổi nữa này. Hồng này bán bao nhiêu tiền một cân này ạ? Dạ. 30.000 một cân ạ? Hồng ngọt không cô bà? Dạ. À, nhà chồng ở đấy à? À. Bán cho cháu một cân đi. Hả? 30.000 một cân đi. Vâng, bán cho cháu một cân nhá. Đấy, mình sẽ mua. Dạ. Cháu nó mua một cân thôi ạ. Dạ. Vâng, đấy. Bà cứ chọn cho cháu đi. Mình mua ủng hộ bà ấy một cân hồng.
Hơn 1 cân rồi, bỏ ra 1 quả đi. Đấy. Cho 1 quả nhỏ vào nữa là vừa rồi. 15.000 một quần thịt nam. 1 cân là 30.000. Đến 25.000 đồng. 10, 20, 30. Đây 30.000 nha bà nha. Đấy, vừa mua ngô 30.000 xong. Rồi. Cảm ơn bà nhá. Rất nhiều đồ luôn các bạn ạ. Ở đây chị bán xôi nữa. Xôi vẫn còn nóng hổi. Buổi tối hôm qua thì mưa mà buổi sáng mưa nhưng bây giờ trời nắng lên rồi. Không còn. Bật sáng em đi mưa mà lúc đấy chắc là chị chưa đến đâu. Sáng quá. Sáng nay. Xôi này thường thường thì chị bán bao nhiêu tiền một bát này chị? 10.000 một bát. Đấy. Xôi màu các bạn nhé, 10.000 một bát xôi thôi. Rất là ngon luôn. Đấy, ớt khô. Cái hạt gì đây hả chị? Hả? Hạt thuốc à? Hạt thuốc này để làm gì? À, chưa đau bụng đúng không? À. Buổi sáng hôm nay thì mình cũng quay cho chia sẻ cho quý vị và các bạn cái chợ phiên Cán Cấu được họp sáng thứ bảy hàng tuần nhé. Đấy, sau đây thì mình cũng xin phép kết thúc video ở đây. Mong quý vị và các bạn và các bạn sẽ hãy ủng hộ mình để mình có thêm động lực đi quay chia sẻ với quý vị và các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp nhé.